Xin chào tất cả quý chú bác anh chị em bạn bè gần xa mình ha, tất cả các bạn bè đam mê câu cá ba miền Bắc Trung Nam như quý anh em ơi. Thì hôm nay ngày 18 tháng 3 nha, em lên một video bao gồm 24 cái mã hàng như thế này đó, toàn là hàng mới không à. Thì anh em nào có xem video thì cứ chốt đơn để tranh thủ, chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 nha, 19 2035, em tên Nghiệp đó. Anh em nào rảnh thì cứ đăng ký kênh em, ủng hộ em và bấm vô nút theo dõi, nút subscribe theo dõi á, khi em up video lên anh em chủ động sắp xếp thời gian, anh em mình lướt qua, anh em mình xem biết đâu có những mặt hàng mình đang tìm nằm trong đây như quý anh em ơi. Đó thì phí ship bên em mặc định là 30.000 trên một sản phẩm, hàng ship tận tay quý anh em mình, kiểm tra thanh toán và trả tiền nha. Hai đơn em sẽ hỗ trợ bao ship, còn một đơn anh em chịu tiếp em 30.000 nha. Đó thì chốt đơn thì anh em có chốt qua Zalo và số điện thoại thôi, 0919192035, em tên Nghiệp nha. Em không chốt đơn qua YouTube và cũng không phản hồi trên lần YouTube nha, mong quý anh chị thông cảm giùm em. Rồi không mất thời gian nhiều nha, em lên luôn nha anh em. Đó, cái mã đầu tiên gửi đến anh em là một cái bao cần 1m2 nha. Cái bao này là để dành anh em đừng cần tay, đừng cần tay và đừng cần ISO nha anh em. Cái hãng của Get này, hãng của Nhật, chuyên làm bao cần câu nè, 1m25 luôn nè. Đó, bây giờ 1m25 nha quý anh em. Đó, cái bao này thì nó tất cả cái dây kéo bao còn đầy đủ nguyên si bóc hết, không có rách, không có xước gì hết. Nó chỉ có cái phần nập cho này mới bay màu thôi, nhưng mà còn chắc chắn nha anh em, chưa có mục đâu. Nè, rất là chắc, anh em xé nó không đứt nè. Ha. Đó, dây đeo còn đầy đủ hết, tất cả các dây kéo đều còn ok hết. Đây, đây, ha, đó rồi cái bao cần mã số 1 như quý anh em, em bán giá 300.000, mã số 1 300. Và tiếp theo em chuyển qua cần câu nha. Đây là cây cần sút lở nha nè, sút lở hàng của Suzumi, hàng carbon, hãng của Suzumi, hãng của Nhật nha. Và cây này sản xuất tại Trung Quốc, hàng carbon, cây này bắt máy hãng, nhập hãng luôn nha. Cây này thì nó thu gọn đúng 1m nha, thu gọn đúng 1m. Cây này cứng tầm khoảng 20 sút lở nha, khá là cứng, và 2m7 phiên bản special, bản đặc biệt nè, hàng của Suzumi đó, khoan hãng bắt máy hãng, một màu xanh dương ha, rất đẹp, rất mới. Cây này cỡ MH có cần lua như nè, về nếu muốn lăn xê câu sông câu lua cũng được hết. Cây này cân nặng của mình là 210g, ngọn của mình, cây này ngọn của mình là ngọn 2.5 ly, cây này mã số 2, em bán giá 300 nha, mã số 2 300. Tiếp tục lên cho anh em mình, đây là cái cần tay nha anh em, một cái cần tay ráp khúc, cây này 3 khúc, 2m4, nó cứng giả mang luôn, nó cứng cỡ 8h 10h luôn á. Cây này về làm cần nhấp cũng được nữa, để anh em biết độ cứng như thế nào nha, làm cần nhấp cũng được nữa. 3 khúc, ráp khúc cho anh em. Và cây này chất liệu là phíp đỏ nha, mà cứng lắm, hãng nội địa Nhật nè, Toyoya Daya gì nè đó, 2m4 nha anh em, rất là cứng. Cân nặng của mình 123g, cây này ngọn của mình 3 ly luôn, cây này mã số 3, em bán giá 300 nha anh em, mã số 3 giá 300.000. Tiếp tục lên như em mình, đây là cái cần rút lóng lở, cây này thu gọn 85cm, cũng là cần sút lở nè. Cây này hàng của Ryobi, cây này mã chrome nha em, cái nước phôi nè, sơn mã chrome bắt máy Fuji, toàn bộ là fan Fuji nha em, cứng 15 và 2m1 của sút lở nha. Hàng made in Korea, sản xuất Kora xuất Nhật nè, hàng của Ryobi đây đó, khoen là fan Fuji nha em, fan Fuji này không có nước khoen, 2m4 đó, carbon, ngoại hình còn khá là sáng mới nè, 2m4, xích lở cứ 15 nha. Cây này nó so với cần lua nó cỡ size M đó, như mấy cây này anh em câu đa thể loại hết nè, 2m4 nha, câu ngâm, câu lăn xê, đâu có đầu cần, câu lua được hết. Cây này cân nặng của mình là 110g, ngọn của mình là ngọn 2.4 ly, cây này mã số 4, em bán giá 400. Tiếp tục lên cho anh em mình với cần lua rút nha, cây này là chuẩn của cần lua rút luôn đó, lưu rút thu gọn 40cm như quý anh em, hàng carbon, hãng của Alpha Techco nha, cây này hàng Fuji đá xám đây, hãng của Alpha, hãng Alpha Techco nè, chuẩn cần lua luôn nè, xin đây boy cần lua, thông số lua luôn nha anh em, made in Korea, sản xuất Kora xuất Nhật, nó dài 5.6 ft, là dài 1m68 nha anh em, nó lua từ 3/16 đến 1/2 OZ, là lua được 14g, tải cá được 4-10 là bao, tải cá được 5kg nha, hàng carbon. Đúng chuẩn lua rút luôn nha anh em. Đây, hàng carbon nha. Đó, cây này cân nặng của mình 85g.
Ngọn của mình là ngọn 1D9, cây này mã số 5, em bán giá 400 nha. Mã số 5 400.000, tiếp tục lên cho em mình. Đây là một cái cần tay nha. Một cái cần tay lóng ngắn, full hộp full bao, nó cũng mất một cái nắp đầu hộp nè. Cái nắp đậy đầu hộp bị mất như quý anh em. Cây này cứng đều 4,5 m như quý anh em. Thông số đây, cứng đều 4,5 m, cây này tầm 4H thẳng tưng nha. 4,5 m, dài thực tế là 4,53 m nè, 10 lóng thu gọn một có nặng 139 g. Ngọn 0.8 nè, góc 23.23 nè, thu gọn 55 cm, giá của nó tới 11.800 yên nè, em thấy không? Giá rất là mắc nha, 11.800 yên đâu đó là hơn 2 triệu nha anh em. Mắc lắm, cần tay Nhật nó mắc lắm, anh em mình thấy vậy chứ nó mắc lắm nha. Đó. Tem nội địa luôn nè. Anh em nhìn mấy cần tay Nhật anh em thấy vậy thôi chứ nó mắc lắm. Cây này mới chát, mới bóc luôn nè. Mới tinh tươm nguyên zin luôn đó. Rồi thông số chi tiết nè, em báo anh em rồi nha. Nắp bao cần đầy đủ hết rồi. Cây này mã số 6 nha, em bán 500.000 ra 2 triệu. Anh em này chơi khen thì qua Nhật mua 2 triệu hơn, còn ở đây Nghiệp nó bán 500.000 nha đó. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình. Đây là cần tay nha em, một cái này nở tê, cây này cực phẩm luôn nhưng mà nó bị sao nó cắt khúc gốc rồi. Nè thấy không, cái lóng gốc nó cắt nè, nó cắt độ tay cầm nè, cho nó nhìn nè, nó hụt như cái này chút xíu nha. Đó, nó tê bô bò lớp nha em. Và cây này chiều dài thực tế em đo là nó còn 5 m nha em, cứng thẳng 3,5 m nha. Nó tê bô bò lớp nó lóng như này, lóng zin hết, phôi zin, ngọn zin hết, chỉ có cái gốc mà không biết làm sao mà nó cắt cái gốc như vậy, cái câu kiểu quái gì đó, nó phá cái cần cực phẩm người ta không. Ngọn lông phụng như cái em chứ quá. Đó, dài 5 m, cứng thẳng 3,5 m nha. Cân nặng của mình hiện tại nó là 144 g, ngọn 1 ly nha. Cây này mã số 7 em bán giá 700. Thì anh em về nếu có khéo tay qua văn thì anh em làm cái tay cầm lại. Anh em kiếm cái lóng khác á, anh chỉ anh em nè, anh em muốn zin phải không? Anh kiếm một cái góc khác, anh em gỡ này bỏ hết luôn, anh em tháp vô. Anh em tháp vô cho nó bằng như nè. Còn khu góc cái này anh em lấy báo anh em làm như cái cán cầm á. Cái báo anh em nhúng nước anh em bóp quấn lớp mỏng từ từ, anh em quấn chỉ là làm giống như tay cầm cái mấy cần Nhật á, và cây này nó sẽ đều lại. Anh em phải rảnh thời gian, em không có thời gian làm nổi thì đó em tư vấn thêm cho anh em ơi. Rồi tiếp tục lên cho anh em, mình cần 2 khúc nha anh em, cần 2 khúc carbon. Cái phôi rất là nhỏ gọn nha anh em. Nó cái phôi này anh em vừa quấn lăn xê vừa con ngâm vừa lưu rê được nha anh em. Dòng hoa đơ bôi sành hàng carbon đó, bắt máy gòn. Cây này khoan hãng, bắt máy hãng nha anh em, hàng carbon, cứng 30, 2,4 m, hãng Club Ten. Made in China, cây này sản xuất Trung Quốc, xuất Nhật nha anh em. Hàng carbon, một màu đỏ mận. Đó, khoan chân cao nha anh em, cây này anh em quýnh lure được. Dù quýnh lăng xê, con ngâm, con sông được nha, hàng carbon. Giá bình dân. Cân nặng của mình là 245 g. Cái ngọn hiện tại của mình là 2 ly. Rồi, cây này mã số 8, em bán giá 500 nha. Mà số 8 giá 500. Tiếp tục lên cho anh em mình một cái cần rút đây, một cái cần rút lăng súp lở nè. Cây này hàng cũng đai qua sáng hai da nha anh em, dòng đời mới nè. Cây đai qua, cây đai qua sáng hai da nha. Đây, Made in Việt Nam, sản xuất và máy đặt tại Việt Nam nha anh em. Cứng 10 và 2,4 m. Cây này thu gọn có 70 cm rồi nha quý anh em. Sáng hai da đây, hàng đai qua sáng hai da mất mới nha, máy Fuji. Đây, hàng đai qua sống hai da, fan là fan Fuji Akunai nha anh em. Cái này là fan đời mới nha, Fuji Akunai đầu bu nè. Thì Akunai thì nó dưới fan xích một bậc nha. Thường thường Fuji Akunai thì nó cũng là Fuji xịn mà nó rẻ hơn thằng xích một tí xíu. Đó. Cái sắn gân này nó cũng là hai da đó nha anh em, chứ không phải sắn một da đâu, nó sắn gân hai da, còn cái lóng gốc là sắn ít. Đó, cứng 10, 2 m, 2,4 m nha, cân nặng của mình là 142 g. Cây này ngọn của mình 2 ly, đó mấy cây này nè. Anh em về cũng vậy, quýnh con ngâm, con lăn xê, lô rê rất là lất ngon anh em. 2,4 m. Cây này mã số 9 em bán giá 700 nha. Mã số 9 giá 700. Tiếp tục lên cho anh em mình cần ISO khăn nhỏ. Cây này hàng carbon, phôi nội địa nha anh em. Đọt to, phôi nội địa luôn, bắt máy Fuji, hàng của thằng Wanko. Hàng đồ điện Nhật đời đầu nha, đọt 3 và 5,4 m. Có chạy xước nhẹ. Nước nó chạy xước nhẹ thôi, nó dính dơ là nhiều, còn chạy xước thì ít mà xước nhẹ thôi. Zin nguyên bản hết, toàn bộ là fan Fuji, bắt máy Fuji nè. Có nó đóng, cái này là đóng bụi, đóng dơ nha quý anh em nè. Anh em nhìn kỹ là nó đóng dơ, em chưa lau chùi nó, cây này anh em lau lại là mới trên 90%.
nhà lạp sạch bộ là mới, phôi mới 99%, đọt 3 luôn, dài 5m4. Anh em là quýnh đài thì quýnh, không có hạ tai bạo lực thì cây này nó hạ tai đến cả 6H 7H các anh em. Phôi zin, ngọn zin của nó hết, đọt 3 5m4 nha. Cây này anh em lao chùi là mới trên 90%, phôi nội địa, ISO phen nhỏ, đọt 3 5m4, cân nặng của mình là 320g. Ngọn của mình là ngọn 1 ly 8, cây này mã số 10, em bán giá 700 nha. Số 10 giá 700. Tiếp tục lên cho quý anh mình cần lua máy ngang như quý này chú bác. Cần lua máy ngang. Nè, cái fan Fuji tem vàng sọc xanh là toàn mấy cần xịn mới có nha. Anh em thấy không? Có đống bụi đống dơ rất là nhiều. Em không có thời gian lau nổi luôn, fan là fan Fuji chân gòn. Ủa, em coi fan xích thôi, fan gì đây? Không, cái fan này không phải con xích nha, fan Acunai thôi. Cái dòng xứ Acunai thôi nha anh em. Đó mà nhìn mà chân gòn nha. Hàng carbon một màu xanh. Xanh dương mà xanh hơi ngã tím than nha. Nguyên bản nguyên zin hết. Đó, cây này là hãng của thằng gì đây? Hàng Serios nè. Dài 1m8 nè, hàng made in China, sản xuất Trung Quốc nhưng mà xuất Nhật nha. Dài 1m8 nè, nó lua từ 1/8 đến 1/2 OZ, lượt 14g. Tải cá được 12 là bao, tải cá được 6kg nha anh em. Hàng carbon, cây này anh em lao lại đẹp lắm á. Cái bắt máy này là chứng tỏ cần xịn chứ không phải cần rẻ tiền nha. Anh em nào muốn chơi một cây cần máy ngang mà về tập chơi tập đánh á, anh em mua cây này nè, nó tốt gấp 10 lần so với tầm giá nếu anh em mua cần mới Trung Quốc 500.000. So với anh em mua cây cần này 500.000 nó tốt gấp 10 lần. Kiểu như vậy. Thì anh em về anh em tập chơi, nếu mà banh sát cây này rồi anh em mua cây cần xịn anh em câu là nó vừa. Ha. Mới tập chơi, máy ngang hoặc tất cả các dòng cần câu, anh em đừng nên vội mua mấy cần mới mất tiền làm chi. Cân nặng của mình 109g nha. Anh em mua một cái cần bãi cho em, tất cả gì anh mua cái cần bãi về anh em câu một xác hai xác cái cần bãi, anh em đầu tư anh em mua cái cần xịn là vừa. Cây này ngọn 2 ly, mã số 11, em bán giá 500 nha. Mã số 11 với 500. Tiếp tục lên cho anh em mình một phần xuất carbon. Nói thật nha, về chắc khoảng 300-400 cái cần xúc mới có được cái cần như thế này. Thông số của nó là 5m3 đó, cần xúc 5m3 nó hiếm cực kỳ, nó hiếm nha quý anh chú bác. Cái cây này là rất nhiều người kiếm nha, cái dòng súp mà 5m3 đổ lên nè, nó khó kiếm cực kỳ luôn đó. Nên chú bác đang tìm mình gặp cây này thì nhanh tay lụm nha. Em không phải là để bán được cái cần mà em tư vấn, mà thật sự là nó hiếm lắm ha quý anh em chú bác nào. Trước giờ dặn em súp 5m3 thì cứ dù có theo đổi video này thì gặp, thì trong cái tầm giá của mình đang có điều kiện thì lụm. Cây này là lông súp nha anh em, hàng của Daiwa T30 được cứng 30 và 5m3 nè, hàng Daiwa đây. Đó, có sờn xước chỗ góc này một tí xíu nè. Đó, nó sờn chỗ phần này thôi. Chứ phần trên đẹp lắm nè. Nó sờn chỗ này một tí xíu thôi nha. Về anh em có xương bóng mình mua chai sơn bóng anh em tút lại. Cây này hàng made in Thái Lan, sản xuất tại Thái Lan xuất Nhật nha. Hàng Daiwa chính hãng của mình. Đây, Subcasti. Bắt máy Fuji nha nè. Nắp chụp xịn luôn. Công nghệ HVS chống nổ cần, cây dòng đời mới nè, sản xuất Thái Lan. Nó toàn bộ là fan Fuji chân đen, không lỗi một fan nào luôn. Hơn cái fan đen này không lỗi, cái fan đen này nứt khó thay lắm, kiếm không có. Đầu bu xít như này, đầu bu xít môi chè. Fan như này fan Fuji chân đen, nó tới 1 2 3 4 5 6 7 8 cái fan lận nha quý anh em. Đó, cái phôi trên này nè, nó đóng dơ thôi, lau chùi lại. Đó, có xây sát nhẹ nè. Đó, nó xây sát nhẹ như thế này. Đó, mặt trên đây thì bóng đẹp nha anh em. Ừ. Cái lông này nó cũng vậy, nó sờn nhẹ chỗ này. Cái này là em nghĩ dưới cái này nó quấn bạc bãi nè, trong cái thân này nó có mấy hột cát nè, nó xước kiểu này là có hột sỏi hột cát trong này nè. Nó về anh em rửa lên nha nè, em chịu khó anh em rửa giùm em, rửa hai câu nha. Đó, một cây một chi nhất như quý anh chú bác, bán rồi ngon kiếm không ra, chuẩn zin luôn luôn á. Cân nặng của mình là 518g. Ngọn của mình là cây này ngọn 2 ly 4, cứng 30, T30, dài 5m3. Cây này mã số 12, em bán giá 2,5 triệu nha nè. Mã số 12, 2,5 triệu. Riêng nguyên bản toàn bộ hết của nó ha. Trong điều kiện của anh em nào đang tìm, trong điều kiện mình nên mua. Cây này hàng này cũng được sản xuất hệ trước đây qua cái hàng thường. Tiếp tục lên cho anh em mình cái cần lua máy đứng 2 khúc nha anh em. Cây này hàng carbon. Hàng carbon bắt máy hãng, phen hãng nha anh em. Cây này là cần lua mực hàng carbon đây.
EG là thông số lưu mực, bản đặc biệt nè, special là bản đặc biệt nè, dài 8,6 là nó dài 2m58, made in China, chính hãng Trung Quốc xuất Nhật anh em. Đây thông số lưu mực của nó đây, 2.0 đến 3.5 gram, 0.8 1.2 nè, thông số lưu mực, hàng carbon nha quý anh chú bác mình. Thì cái cây này á, nó có một cái điểm trừ, là anh biết trừ gì không? Là cái fan đề ba nó bị hư, nó mất luôn chứ không phải nó hư, nó mất luôn cái fan đề ba này nè. Nó nên em lấy cái fan xích em thay cho mình luôn, fan xích nòng súng em thay cho luôn nha anh em. Nó chứ còn cái fan zin của nó là cái fan hãng, nè fan hãng như thế này, có carbon nên vô tình anh em được cái fan đề ba fan xích luôn nha. Đó. Còn chiều dài thì nguyên bản không hụt không gì hết, dài 2m6 nha. Đó, hàng carbon Trung Quốc xuất Nhật lưu mực nha. Anh em vẫn lưu lốc bình thường, cái này lưu lốc nó xài cỡ M nha anh em. Cân nặng của mình là 174 gram. Ngọn của mình là 2.5 ly. Cây này mã số 13, em bán giá 500 nha. Mã số 13 500.000. Tiếp tục lên cho quý anh em mình, đây là cần tay xuất Nhật nha, có bao cần thì đủ hết. Đây, quý anh em chú bác nào thích cần trúc Nhật thì anh em chơi. Đây, có mộc của nghệ nhân đây. Đó. Đó. Sau này em sẽ kiếm những cái video mà nghệ nhân Nhật nó làm những cần trúc này nè, em sẽ chia sẻ lên YouTube cho anh em mình tham khảo. Nó còn kỳ công, nó công phu gấp nhiều lần những cái cần carbon nha anh em. Thứ nhất là nó tuyển lựa những cái trúc già như thế này nè, về nó uống nắng nó làm công phu kỳ luôn, anh em thấy cả một quá trình. Là mấy ngày liền mới được ra một cái cần trúc này nha anh em, nó công phu ghê lắm. Nên mấy cái cần trúc Nhật này bên bản mà một số phần mà họ chơi theo cái kiểu thủ công mấy cái giá cần mắc lắm. Thì những người Việt Nam mình nó nằm trong bãi như thế này thì quý anh em chú bác mình, đặc biệt chú bác lớn tuổi thì nghĩ cây này chú bác dễ mua lắm, nhảy lắm. Chú bác gặp mê lắm nha nè. Cây này đến dài 2m1 và nó cứng 50 đổ lên nha anh em, cứng lắm, rất cứng nha. Nói chung mấy cây này về câu lăng xê thôi, câu ngâm, câu lăng xê, câu ấy thôi nha, không lua nha. Tại vì cần trúc như thế này nó thấp bằng trúc thật nè, anh em câu cần lua nhiều khi cá lớn mình đóng lực mạnh nó gãy cái cần uổng lắm, không nên câu cần lua. Mà ví dụ muốn câu cần lua cũng phải sắp khoen lại, khoen nhỏ này lua chọn cũng không đi xa, nó được nắp chụp luôn nè, đó bao cần zin luôn ha. Cây này cân nặng hiện tại của nó là 225 gram, ngọn của nó hiện tại là ngọn 3 ly luôn. Cây này mã số 12, em bán giá 500.000 nha, mã số 12 500.000 chút Nhật. Cây này nó nghĩ chú bác lớn tuổi gặp thì lụm liền, mê lắm. Chú bác lớn tuổi, chú lớn tuổi mê lắm. Tiếp tục lên cho anh em mình cái cần hai khúc hai ngọn nha. Cái bao cần ở cái hộp thì của nó zin của nó luôn nè, nhưng mà hai cái nắp đậy nó mất tiêu rồi, anh em lưu ý em à. Em rỡ thì em gắn vỡ nguyên cái hộp này luôn nha. Hàng carbon rod, hãng của NT đây, thông số chi tiết đây, hàng NT nè, Sikat nè. Nó hai ngọn, một ngọn cứng 15-25 và một ngọn cứng 25-35 nha, dài 2m1 nè. Một ngọn là một ngọn 1.2 và một ngọn 1.4, thu gọn 1m09 nè. Cái nặng 175 gram, gốc 17, giá 15.300 yên, tầm khoảng 3 triệu cái cần này nha nè. Đó là cái giá của Nhật. Đây, cái này cũng mới chát mới bóc nè, hai ngọn nguyên zin hết, khoen dạ quang hết, bắt máy Fuji tem vàng. Nó mới chát luôn nha. Mới chát mới tinh tươm luôn nè, hai ngọn zin hết, chỉ tiếc là nó hai cái nắp hộp nó mất tiêu rồi. Cần thì mới chát luôn. Rồi, cây này mã số 15, em bán giá 800 nha. Mã số 15 800.000. Tiếp theo, cho anh em mình đây là cái cần. Như em nói anh em mình đó, lô hàng của em về đợt này nó khốn lắm. Nguyên một dàn 4-5 cây cần của em. Toàn cần tay Gamma, Shimano xịn không, bao cần Shimano luôn nè. Không có cái gốc, không hiểu nổi. Là không biết cái gốc nó gỡ ra, nó câu rồi nó quên mất luôn mấy nguyên cái dàn gốc đó của người ta hay là sao. Chứ làm sao mà có chuyện mà nó câu mà nó gãy một lượt 4-5 cái gốc cần câu thiệt. Ngày nó về chung một cái bao cần, nằm chung một bao cần luôn. Cái nào cái nét toàn là cực phẩm của em không nè, cái này cái Shimano Aizu nè. Đó. Làm cái giống gì đâu á. Thì cây này về anh em mình chế cái đích lại làm tay cầm lên nha anh em. Cây này hiện tại nó còn khoảng 7m, 7m rưỡi nữa nè. Cây này 6H đến 7H nha, cứng trên 6H và nó nằm dưới 7H ở trong khoảng đó. Cây này về anh em muốn bật cá lớn được nè. Tất cả các lóng đẹp hết, lóng zin, phô zin của nó hết luôn. Nó chỉ có là không có lóng gốc thôi. Nó đẹp tinh tơm, nó đẹp cực kỳ luôn nè. Thế nên chú bác mình, em không hiểu nổi cái ngọn to đùng luôn. Đậu bu C 360 nè, em không hiểu nổi.
cái giống gì đâu á, nó về nó không có gốc, nó mất cho chị mất hơn phân nửa cây cần. Cây này cân nặng của mình là hiện tại nó 167g nha, ngọn 2 ly, ngọn 1 ly 8 2 ly á. Rồi cây này mã số 16, em bán giá 900.000 nha. Nó em vẫn bán một giá 900.000 như mấy cây cần khác thôi. Gỡ được nhiêu gỡ thôi chứ về lô mà chỉ ngồi là chết. Không hiểu nổi, 900.000 nha. Rồi tiếp tục với quý anh chú bác mình, em lên cán vợt carbon. Đây, một cái cán vợt, cán này không có mặt vợt nha. Cán vợt dài 4,5m nha quý anh em, cán vợt carbon. Đó, nó còn hai cái đai nhưng mà con dây đeo nó không còn nha. Nào ngoại hình nè. Đây, carbon. Có chạy xước một vài chỗ nè. Cán vợt carbon 4,5m, cán này về anh em làm cái vợt vợt mấy cây câu đài đầu ngon. Nói chung là vật cá lớn nhận được nha. Rang của nó là cái này, rang của nó là 11.5. Đó, cây này mã số 17 em bán giá là 400.000 nha. Mã số 17 400. Tiếp tục lên cho anh em mình một cái cần 2 khúc nha. Cây 2 khúc cắm gốc, cắm gốc gốc 1/2 ngọn. Cứng như trâu. Nó cứng cho cả 400 500 á, trong cái cứng thường nha anh em. Cứng cái tay em bẻ không muốn cong luôn nha. Anh em đem này về phơi đồ được luôn á. Cây này hãng của Mỹ nè, hãng Fairwick, hãng đại bàng của Mỹ nha anh em. Ocean Style, mấy Mỹ toàn chơi bạo lực không mà phen phen phu xịt nòng súng nha. Đây có thông số là XH nè, dài 6,9 là gần 2m1, 13 OZ, trời ơi 1 OZ là 28g, 28.35 tính 28 đi, mà 10 OZ là 280g, rồi thêm 3 OZ nữa là khoảng 40g nữa, 3 OZ khoảng 50g nữa. Rồi 300 ngoài gram, 280 50, 330g. Khiếp, đi về bè số 6 luôn. Cái này sản xuất Taiwan nha anh em. Bay Taiwan nè, sản xuất Đài Loan nha, sản xuất. Đó. Rồi cái phone này về chắc đập châu luôn á trời. Sản xuất riêng bản hết quý anh em chú bác nó cũng kiếm cây cần bạo lực dứt như thế này thì anh em câu, mấy Mỹ đúng không nó câu. Cái cây này về chắc đi câu cá ngừ đó mà. Rồi cân nặng của mình là 300, chỉ có 312g thôi nha quý anh em chú bác mình. Đó, ngọn của mình 5 ly. Rồi cái này mã số 18, một chiêu gử. Nhỏ nhỏ thì anh em không nghe thì cái này khác lùm. Giá chiêu gử. Mua gì cũng mua. Rồi, tiếp tục lên cho anh em mình cần lưu rút nha anh em. Học cái cần lưu rút hàng carbon. Đó. Sear sensor gì nè. Ha, hàng made in China, sản xuất Trung Quốc, xuất Nhật chứ nè, một cái cần lưu rút Fan Fuji, đầu bu đá trắng nha anh em. Thì cây này nè, dài 3m và nó lua 7-8 g. Thì cây này thực tế của nó là dài 2m7 nhưng mà chứ bác, nên thành ra nó cứng lắm. Nó đã sai mà hát nó lua tới 21g rồi, nhưng mà nó gãy còn 2m7, nó hạ ngọn còn 2m7 thì cây này nó vô tình nó cứng lắm nha anh em. Cứng lắm. Thì anh em nào muốn kiếm cây 2m7 lua cứng bạo lực cần rút thì anh em lấy cây này nha. Đó, hàng carbon Fan Fuji nha. Rồi cây này cân nặng của mình nó nặng là 235g. Nặng 235g, ngọn của mình cây này ngọn tới 3 ly lần nha. Rồi, cây này mã số 19 em bán giá 500 nha. Đây, mã số 19 giá 500. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình ISO fan lớn nha. Đó. Cây này cây Hiblop fan lớn nha, NT Hiblop nè. Có màu hoa xanh, chạy nhẹ chỗ này. Bắt máy Fuji, NT chính hãng của nó. Đọt 3.53 nha, Hiblop. Đó. Thì quý anh em chú bác nào muốn kiếm cần tay quýnh bạo lực hoặc là về câu lon nào đó thì anh em lấy cây này. Cây này cây fan lớn nha, toàn bộ là fan Fuji. Không lỗi. NT Hiblop. Còn ví dụ muốn quýnh lục đầu, quýnh lục đầu cần hoặc quýnh lăng C thì để nguyên phen quýnh. Còn nếu muốn một cây mà siêu siêu bạo lực để quýnh hạ tay, quýnh gen, quýnh giải, quýnh tốc độ, quýnh gì đó thì anh em lấy cái này về hạ tay. Thôi này thì bao ngon rồi. NFT Hiblop của xanh này nè. Thì đỉnh của đỉnh rồi ha. Còn rất đẹp nè. Cái góc thì nó hơi chạy xước xấu nhẹ tí. Đọt 3, 5m3 nha. Căng nặng của mình 260g. Ngọn hiện tại của mình là 2 ly. Rồi, cây này mã số 20 nha, bán giá 1,5 triệu.
mã số 20, giá 1,5 triệu. Tiếp tục lên cho quý anh em cần súp ba khúc nha. Quý anh em chú bác nào muốn kiếm cái súp ba khúc để quấn quấn bạc xa bờ hoặc quấn bạc bãi thì lấy cái này nha. Quý anh chú bác, cái này nó cứng trên CX là cứng trên 30 nhưng mà nó cứng dưới 33, cứng dưới BX nha, nằm lưng lửng trong khoảng đó. Rất là cứng. Trên CX và dưới BX để anh em mình tưởng tượng nha. Cái này hàng của Olympic nè, dài 4m2 ba khúc. Có chạy xước như thế này. Được cái là phôi zin ha, nó chạy xước như thế này. Thì nói chung anh em nhìn thì nó không có quá cũ nha, mà nó cũng không có te tua, nói chung là nó còn vẫn tạm được. Nó chạy cái lông giữa thôi. Cái ngọn này nó không có chạy mà cái góc cũng vậy, nó cái góc mình chỉ chạy nhẹ chỗ này thôi. Có lông hai nên sờn chỗ này. Nó toàn bộ là fan Fuji chân đen hết. Hàng Olympic đây, hàng nội địa Olympic nha anh em, 3 khúc 4m2. Chú ý anh em chú bác nào muốn kiếm cây 3 khúc quấn bạo lực thì lấy cây này nha. Giá thì bao rẻ cho anh em mình luôn, dễ mua lắm, dễ sử dụng lắm. Cân nặng của mình là 563g, 3 khúc cứng trên CX 4m2, ngọn 3 ly. Cây này mã số 21 em bán giá 2 triệu rồi nha. Mã số 21 giá 2 triệu. Quý anh em chú bác nào thì đang cần thì mua lẹ. Rồi, tiếp tục là quý anh em mình có cần súp carbon. Cây này có bao cần, nắp chụp đầy đủ hết, carbon sẵn. Mới bóc, bắt máy Fuji tem vàng. Cứng 25 và 39, casting cứng 25 và 39, cây này cũng hàng Nhật nha quý anh chú bác mình. 25 39 nè. Về quấn lục đầu cần tầm 30 25m quay đầu. Hoặc là quấn lăn C, quấn lua gền, lua biển, rồi về quấn cá lóc cũng được. Fan Fuji. Thì nó có cái fan này hư nha anh em. Thì cái fan này ngày mai em thay cho anh em mình. Nãy em lên mà không thấy nè. Cái fan này nó gãy luôn một chân rồi, không sử dụng được. Thì ngày mai em sẽ thay cái fan khác cho anh em mình. Cái fan này em có nha. Đó, quý anh chú bác nào lấy thì em sẽ thay. Đây, cái nước phôi bóng hới nè, có chạy xước một vài chỗ. Đây. Nè, nó chạy xước một vài chỗ. Đó, nước phôi thì bóng hới. 25 3m9. Lúc ngọn là ngọn carbon sẵn nha anh em, sơn trắng dạ quang, hỗ trợ cho mình câu đêm. 25 và 39, cân nặng của mình là 357g, cũng khá là nhẹ nha, 357g. Ngọn là 2,5 ly. Góc của mình là 24.5. Cũng được, tất cả thông số đều đẹp. Thu gọn là 1m1, tất cả đều ok, thông số rất đẹp. Mã số 22 giá đẹp luôn, 700.000 nha. Mã số 22 em bán giá 700. Anh em đừng quan tâm tới fan nứt đó, em đảm bảo tới tay anh em mình nhận là anh em fan hoàn thiện hết. Có cái fan nào nứt em trả về riêng cái này nha. Còn những cây mà em nói fan nứt mà em bán thì cái giá fan nứt thì anh em phải chấp nhận. Còn cái cây này em bán em bao với anh em mình là fan đủ, anh em nhận hàng cứ kiểm tra đúng fan em. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình cái ISO fan nhỏ lóng ngắn nha anh em. Thu gọn 2,4, 55 cm. Carbon nha anh em, ISO fan nhỏ carbon, cái này lâu mới có một cây nha. Cây này nhiều anh em kiếm lắm nè, bắt mắt Fuji. Fan Fuji luôn nha, dài 3m6. Cây này đọt khoảng 1.5 nha, anh em gút ra nó cũng thẳng. Toàn bộ là fan Fuji hết. Này carbon sẵn. Con này dính dơ nha, cái vết nó vết dơ. Chùi ra được. Carbon sẵn, carbon sẵn. Con hình khá đẹp nha. Cây này là nguyên zin nguyên bản của nó, ngọn carbon đặc luôn á. Zin nguyên bản nha anh em. Cái ngọn này ngọn carbon đặc, cấy kiếm không ra đâu. Carbon đặc của Nhật chứ không phải carbon đặc Trung Quốc đời mới nha. Đó, đi sâu hình nhỏ đọc 1.5 và 3m6 nha. Cái cây này em nghĩ là nhiều anh em mình kiếm lắm nè. Cân nặng của mình chỉ có 110g thôi. Ngọn cây này là ngọn 0.8. 0.7, cây này mã số 23, em bán giá 600 nha anh em. Số 23 600.000. Cây này anh em nào có trước thì lượm kịp, còn đợi tiếp tua không kịp đâu. Rồi, cây cuối cùng trong video hôm nay em gửi đến anh em mình cần 2 khúc Shimano sáng ít nội địa hơn lắm. Cây này có cái hộp, nó còn đủ hai cái nắp đậy. Hay bộ X dòng Super nè. Super hay bộ X. Cây này 2m4 nè, ngọn 1,8 góc 25 nè. 2 khúc nè, thu gọn 125.5 cm nè. Cứng từ 100 đến 120 nha anh em, rất là cứng nha. Cứ 100-120, nặng 310g, giá là 16.000 yên, hơn 3 triệu. Đây, cái ngoại hình bên trong của mình cái này Shimano sáng ít. Đó, cứng 100-120. Đây, có chạy xước chỗ này nha nè. Ôi, cái mặt này nó sờn. Nha. Đó, nó sờn chỗ này. Thì anh em về anh em tút lại, chịu khó mua cho xương bóng anh em tút lại nha, thằng chỗ này. Rồi,
Sơn thì bán theo giá sơn, bình thường thì nếu có hộp như này thì chưa gửi. Sơn chỗ này thì bán 1,2 triệu. Đó, cái này mã số 24 nha, em bán giá 1,2 triệu. Và tất cả những mã hàng hôm nay thì quý anh em chú bác nào thì chốt đơn thì vui lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 nha, 1920355 tin nghiệp. Rồi, em xin kết thúc video đây. Đó, cũng kinh xin kính chúc toàn thể quý anh em mình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn, thật nhiều thành công, đặc biệt là kiếm tiền dư thật là nhiều tiền. Câu chúc em nha. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.